Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 10 2022. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 115. Có một câu nhắc nhở người niệm Phật chúng ta rất là đặc biệt. Chúng ta một ngày có khi nhiều công việc, mình không niệm Phật được xuyên suốt. Nhưng vừa nhớ câu Phật hiệu cái là tiếp nối niệm liền. Nhớ ngay vậy. Vừa nhớ câu Phật hiệu cái là tiếp nối niệm liền. Thí dụ như công việc của mình chao đảo việc này việc kia, mình có khi cả mình đeo cái máy niệm Phật, mình bật đều niệm Phật luôn, mà tự nhiên cái tâm của mình nó gông guỗi ở đâu. Nó cái máy niệm Phật thì cứ niệm nhưng mà cái tâm nó gông guỗi, hiểu không? Nhưng mà mình tự nhiên mình sực tỉnh cái mình nhớ câu Phật hiệu cái tức khắc là mình tiếp nói liền, mình câu thông liền cái gì nhau. Vừa mình nhớ A Di Đà Phật á, lúc này là lúc mình nhớ Phật à, cái mình tiếp nói A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Bắt đầu mình tiếp nói, mà nó tiếp một khoảng thời gian một đoạn. Có khi cái tự nhiên công việc gì cái nó làm mình lạc. Nhưng mà một ngày mình gặp những trường hợp vậy là quý vị đừng có để lỡ qua. Mình tiếp nói câu Phật hiệu và mình nhớ đến thế giới cực lạc, một quốc độ cực kỳ tốt đẹp, an vui, mà mười phương chư Phật đều hướng cho những chúng sanh ở quốc độ các ngài về cực lạc. Thì biết cực lạc tốt cỡ nào. Nên một ngày chúng ta bận bịu có thể bị quên câu Phật hiệu, nhưng vừa nhớ câu Phật hiệu là bắt đầu tiếp nói liền. Nhớ ngay vì tiếp nối câu Phật hiệu liền. Vậy thì trong một ngày đó chúng ta sẽ có được nhiều thời gian nhớ Phật, nhớ cực lạc. Mà cái tâm nhớ Phật, nhớ cực lạc là một cái tâm đại phước báo nhân duyên. Mà cái tâm nhớ Phật, nhớ cực lạc thì quý vị không phiền não, không buồn giận ai để trong tâm. Nên Ấn Tổ nghe nói rằng nhớ Phật thì chuyển nghiệp, mà quên Phật vì nghiệp chuyển. Nhớ Phật là chuyển nghiệp, là cái nghiệp là cái sự buồn phiền giận hờn, không vừa lòng, không vừa ý. Những chuyện chưa đến cũng bận tâm, mà những chuyện đã qua cũng bận tâm. Đây toàn là nghiệp. Nhưng mà nhớ câu ai với Đà Phật, nhớ ai với Đà Phật thì tức khắc những cái đó tự nhiên biến mất, là chuyển nó qua một bên. Câu ai với Đà Phật ngự trị trong tâm ta, gọi là nhớ Phật thì chuyển nghiệp là gì. Trong kinh giáo Đức Phật nói rằng là cái nghiệp mà chúng sanh tạo, nếu mà có thể tướng thì tặng hư không khóc pháp giới này cũng có chỗ chứa. Có nghĩa là nó không có thể tướng. Nhưng mà là do gì mình nói tiếp. Mình nói tiếp cái nào thì nó theo cái đó. Thí dụ mình nói tiếp câu A Di Đà Phật thì cái sợi dây tần số A Di Đà Phật này nó cứ dài đi. Còn nếu như mình nói tiếp một cái sự lo âu buồn phiền giận hờn, không vừa lòng không vừa ý gì, thì cái sợi dây này nó cũng tiếp nói. Nhưng quý vị phải nhớ rằng trong danh hiệu A Di Đà Phật lại có bổn nguyện tiếp dẫn. Còn cái nghiệp duyên đó là hiện khởi rồi tự mắc, giống như sương, giống như tiết, giống như là mây bay vậy đó. Quý vị thấy mây trên bầu trời có khi đen kịt vậy đó, nhưng mà tự biến mất. Rồi có khi mây bay chập chờn mà bay một chút rồi bầu trời cũng trở lại xanh.
cũng như sương buổi sáng mà đóng trên những cành lá mình thấy đẫm ướt, nhưng mà khi mặt trời vừa mọc lên thì tức khắc sương kia tan biến. Nên vọng tưởng, phiền não, sân hận, đủ thứ loại nghiệp ẩn hiện trong tâm ta, lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện. Nhưng câu A Di Đà Phật á, ví dụ như mặt trời, mà những cái ẩn hiện của nghiệp giống như sương, mặt trời vừa mọc lên thì sương tự tan biến. Từ nơi đó mà chúng ta là người niệm Phật, không cần đặt vấn đề nặng nề về những cái thứ vọng tưởng, chúng ta chỉ cần đề xướng câu Phật hiệu. Nên những đức nói rằng là vừa nhớ câu Phật hiệu là chúng ta tiếp nói câu Phật hiệu liền. Của một ngày nhớ nha, của một ngày mình thường nhớ câu Phật hiệu là tiếp nói liền. Nên tại sao cái bài học tập của chúng ta vô cùng quan trọng đối với người tu tịnh độ? Vì nó giúp mình hưng khởi tâm nhớ Phật niệm Phật. Đi vào cô động luôn. Vì cái thời gian con người chúng ta bây giờ không có thời gian dài. Dòng do tam quốc thì có khi chúng ta nghe nó lúc được lúc mất. Hoặc là đến những công đoạn quan trọng thì tự nhiên công việc lu bu gì cái mình cho qua. Thì một buổi chia sẻ Phật Pháp đó của mình nó không có được kết quả. Con người á, nó thường tiếp nhận được là cái câu ban đầu. Vị nhớ nha, cái người ngày xưa người ta tiếp nhận được là cái câu cuối cùng. Nhưng con người bây giờ là sự tiếp nhận của họ là câu ban đầu. Nên khi mình chia sẻ Phật Pháp là mình đẩy vào câu ban đầu là trọng lượng. Ngày xưa là người ta kết luận cuối cùng. Bây giờ là quý vị giống như là cái sự kết luận nó là cái ban đầu. Con người bây giờ là thường cái cuối cùng là họ bị suy giảm năng lượng. Mà cái ban đầu thì nó lại đầy đủ năng lượng. Nhưng cái kết cuộc lại suy giảm năng lượng. Nhớ nha, cái kết cuộc chúng ta thường bị suy giảm năng lượng. Còn cái đầu tiên là đang chú tâm là đang tích tụ năng lượng. Nên lấy cái đầu đẩy cho thiệt là mạnh và trọng tâm. Còn những điểm sau là giảm nhẹ lại. Hình như căn tính con người chúng ta bây giờ là như vậy. Nên bây giờ mà nói mà thuyết pháp, mà nói đi theo từng tự, sau có những câu quan trọng để kết luận, thì con người bây giờ nghe có khi lại bỏ qua những cái trọng lượng cuối cùng. Quý vị để ý đi, nếu chia sẻ Phật Pháp bây giờ mà không có những cái phương tiện vui vẻ thì con người bây giờ ngồi nghe một chút là ngủ gục liền. Một chút là ngủ gục. Vô tụng kinh trì chú một chút là ngủ gục liền. Nên dùng phương pháp niệm Phật, niệm niệm ào ào lên. Còn lễ Phật thì lễ Phật nó làm sao ngủ được, hiểu không? Nên phương pháp niệm Phật, lễ Phật những đức tính rất là kỹ về cho cái căn tính chúng ta bây giờ. Nên quý vị thấy những đức mới vô chia sẻ Phật Pháp là đi thẳng vào cô động liền, trọng lượng liền. Giống như ngày Chủ Nhật cũng vậy, mới vô là những đức đều đi vào ngay cái chỗ điểm chính. Nhưng mà càng về sau là những đức lại giảm ra nhân sinh. Từ cái điểm chính ban đầu mới vô là thu nhiếp liền, nhưng mà về sau giảm ra nhân sinh. Chứ không phải là từ ban đầu là nhân sinh mà từ cuối cùng lại đi vào trọng lượng. Những đức sợ là cuối cùng trọng lượng là họ lại bị lạc đi và bỏ qua. Và con người bây giờ mà ngồi nghe Pháp có khi ngồi lâu họ lại có vọng tưởng muốn bước ra ngoài nữa. Thêm cái nữa ngồi ngủ gục. Nên mới vô là tỉnh nhất, nên mới vô là phải cho trọng lượng sâu nhất để con người ta dễ tiếp nhận. Đó là chỗ góc độ mà những đức nhìn căn tính chúng ta bây giờ đó quý vị nhớ. Nên cái chỗ mà người xưa người ta vô cùng từ bi là cái gì mà quan trọng là người ta nhắc tới nhắc lui rất nhiều lần. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn thể thế, ngài cứ nhắc cái việc mà có một vị tỳ kheo phá giới. Mà khi ông hiểu định lực nhân quả, ông sợ đọa địa ngục rồi, thì ông lại quyết chí niệm Phật. Vì mà ông cũng thành công. Tại sao kể câu chuyện này hoài? Vì con người bây giờ phá giới nhiều, cho họ có cơ hội. Đây là từ bi. Tại sao ngài thường giảng, ngài kể câu chuyện của ông đồ tể sát sanh nhiều. Cuối cùng người đầu trâu đầu bò tìm đến, ông chỉ có niệm Phật vài câu mà được Phật Di Đà tiếp dẫn. Vì sao kể câu chuyện này nhiều? Vì cái người tạo nghiệp sát sanh quá nhiều, cho người sát sanh này có cơ hội quay đầu càng sớm càng tốt. Rồi Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng Pháp thường kể câu chuyện mà có một bà già
Mà bà lúc mà học Phật thì bà đi rất nhiều nơi, bà cầu quỷ thần, cầu thần linh, đi đâu cũng lễ lại cầu xin. Sau này khi bà có một người con dâu học Phật mà biết có môn tịnh độ, khuyên mẹ chồng: mẹ đừng đi đâu nữa hết, để con lập bàn thờ ở gia đình, cho mẹ chuyên tâm ở nhà niệm A Di Đà Phật đi, mẹ đừng nên đi nhiều, mẹ cứ chân thật niệm A Di Đà Phật thì mẹ sẽ được có kết quả. Người mẹ chồng này thiện duyên cũng vô cùng đặc biệt, nghe lời người con dâu, ở nhà chân thật niệm A Di Đà Phật, lại A Di Đà Phật. Vài năm sau thì bà biết ngày giờ giảng sanh. Có một buổi sáng nọ, bà nói với con trai và con dâu và cháu: ăn cơm trước đi, bà đi tắm. Thì mấy đứa con rất là có hiếu, luôn luôn chờ mẹ đi tắm ra ăn cơm chung. Chờ quá lâu không thấy mẹ ra thì vào coi, thì thấy bà cụ tắm đâu vào đó xong hết rồi. Nhưng bà lên niệm Phật đường, bằng áo chàng đàng hoàng bà đứng, thì kêu mẹ, mẹ không có động đậy gì, lỡ coi thì mẹ giảng sanh à. Đứng mà ra đi, chuyên tâm niệm một câu Phật hiệu, đứng mà ra đi. Và tôi không giảng, thường cứ nhắc câu chuyện này. Rồi gia đình mới coi trong phòng bà cụ, thì rõ ràng bà cụ nào là may tang phục cho con dâu, con trai, cháu chắc bà may rõ ràng hết. Tên ai bà để rõ ràng hết luôn. Có nghĩa là bà cụ biết ngày giờ giáng sanh, một câu Phật hiệu biết ngày giờ giáng sanh. Tại sao thường nhắc câu chuyện này? Để cho những người đi nhiều, đi vòng vo tam quốc, đi lễ lại cầu xin chỗ này chỗ kia, chuyên tâm cố gắng niệm Phật. Nên tại sao những đức đặt tượng Phật tặng cho quý vị, khuyên quý vị thờ ở trong gia đình, quý vị nhớ đem Phật pháp áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, và chân thật niệm Phật, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nuôi cái tâm giải thoát cho cực kỳ mạnh. Còn cuộc sống hàng ngày, làm ăn lo gia đình, sống hạnh phúc tốt đẹp bình thường, nhưng tránh những việc sát sanh hại vật, làm việc tội lỗi, trộm cướp tà dâm, làm những điều không phải, tránh. Rồi áp dụng Phật pháp vào cuộc sống, sống an vui tự tại, biết đủ thường vui, gây dựng con đường đi về cảnh giới tốt đẹp, đó là chuyên tâm niệm Phật tại ngôi tam bảo ở gia đình, rồi dạy con cháu biết tu. Đời mình qua đi, đời con cháu tiếp nối. Cái kết quả này vô cùng quan trọng. Cái kết quả này quan trọng dữ lắm. Từ nơi đó mà cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn đại cứu khổ cứu nạn cho nhân sinh. Một người bệnh đau, một người gặp sự cố chán nản gì đi chăng nữa, gặp pháp môn tịnh độ này là có cơ hội được cứu. Gặp tịnh độ là có cơ hội được cứu, nếu như chân thật áp dụng và có lòng tin kiên cố, chắc chắn là được cứu. Nhiều lắm, rất là nhiều người. Quý vị coi những đức tổ chức bao nhiêu chương trình, quý vị coi lượng con người ta ào ạt. Mà những đức là một con người mà ngoài đời là hư hỏng, vì mà chỉ có tu tịnh độ này, đem tịnh độ giới thiệu thôi mà duyên thù thắng gì đó. Nên những đức nói tất cả những người cư sĩ đều làm được việc này hết, xuất gia càng có cơ hội cao, nhưng do họ không làm thôi. Chứ nếu như họ chân thật chịu làm là có kết quả liền. Con người chúng ta thường có cái tính thích bẻ trái ăn mà không thích trồng cây, không được đâu. Cái gì cũng vạn sự khởi đầu nan. Con người bất cứ làm việc gì ban đầu cũng phải chịu khó, chịu cực, kiên nhẫn mới thành công. Cái gì cũng mà muốn hái trái ăn không, chúng ta làm cái gì một cái là chúng ta muốn thành công liền, đâu có được. Nên từ nơi đó mà mỗi một người phải có góc độ nhận thức thì nó mới thành công được. Nên thời gian như đức cũng trải qua mười mấy năm, nhưng mà 4-5 năm đầu thôi là nó có kết quả. Nếu như đi vào con đường chiến dứt, gây dựng tính tâm tính nguyện chiến dứt một câu Phật hiệu niệm tới cùng, thì vì coi dù cỡ nào những đức cũng gây dựng chỗ này hoài, không thay đổi luôn. Tất cả phương pháp tu toàn là phương pháp cũ, nhưng mà tới tay mình có sự điều chỉnh là một chút thời gian giờ giấc. Rất là đặc biệt, quý vị coi cái môn lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, đúng không? Quý vị thấy người ta hưng khởi chưa? Người ta lễ ào vậy là được rồi. Mà phương pháp này đâu phải mà những đức chế biến gì ra đâu, mà phương pháp cũ học từ thầy mà những đức đến nơi đó những đức tu học.
Mình lấy toàn bộ là cách cũ hết, hoàn toàn để áp dụng. Mà một người như những Đức mà cũng phát triển được thành công. Không chỉ là người giỏi, có học, nếu như họ chịu chuyên nhất niệm Phật, khuyên người ta nhiệt tình, thì cuộc đời của họ đúng là quá ý nghĩa. Vì coi như những Đức là một người ngoài đời hư hỏng, vậy mà khuyên người ta niệm Phật thôi, nhiều người kính trọng, nhiều người tôn quý vô cùng. Mình nghĩ rằng đây là nhờ phúc báo của Phật Bồ Tát. Mình không dám nghĩ đến cái chuyện mà khi người ta cung kính, quý trọng mình mà mình ta đây này nọ, không có. Mình biết đây là nhờ nhân duyên của Phật Bồ Tát. Bản thân mình cố gắng vậy thôi. Nên quý vị biết rằng pháp môn tịnh độ này, bất cứ người xuất gia cư sĩ gì, chỉ cần chân thật đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu thì phước duyên thù thắng liền. Nên một ngày vừa nhớ có Phật hiệu là tiếp nối niệm có Phật hiệu liền. Sự buồn phiền nặng nề gì trong cuộc đời này, chỉ cần nhớ ai với Đà Phật, nhớ cực lạc, tương lai mình được gì, mình đâu có khổ hoài đây đâu. Mình đâu có khổ hoài đây đâu. Tương lai mình còn được gì cực lạc mà. Nên từ nơi đó cái tâm của mình sẽ an lạc liền. Nên những Đức chia sẻ Phật pháp có khi vì biết đau khổ luôn, rát khổ luôn. Thì coi 4 ngày những Đức tổ chức lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, sức người chứ, nhưng mà chân thật làm những việc mà thấy cuộc đời của mình có thể làm được. Những Đức cứ nói hoài câu, cuộc đời con người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi quý vị à. Ngắn ngủi lắm. Sự khổ vui gì trong cuộc đời này ngắn ngủi vô cùng. Tại sao chúng ta không hướng về một cái quốc độ mà an vui tồn tại mãi mãi, vĩnh cửu? Khuyên người thân là từ bản thân mình tu nè, để cho tất cả mọi người đều hướng về Tây Phương Cực Lạc. Một quốc độ tuyệt vời như vậy tại sao không dễ? Còn ở đây vui khổ, thời gian đâu có bao lâu đâu. Nên cái chuyện vui thì cũng không bao lâu, mà chuyện khổ cũng không có bao lâu. Nên chúng ta nhớ ai như là Phật, nhớ cực lạc, là tự nhiên những sự vui, sự khổ trong cuộc đời này tự nhiên sẽ lặn xuống. Nó lặn xuống liền vậy đó. Còn nếu không mình chấp vui, chấp khổ thì là sanh phiền não. Nên cái thường nhớ ai với Đà Phật là tiếp nối liền. Khi mà gặp những sự éo le gì trong cuộc đời, sự trở ngại, bị bỏ rơi, chửi mắng, bị đánh đập, bị hắt hủi gì, gặp bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ một con người nào, nhớ, chúng ta bắt đầu nghĩ ai với Đà Phật liền. Nghĩ rằng cái khổ, cái vui trong cuộc đời không có bao lâu. Tây Phương Cực Lạc mới là vĩnh cửu. Ta đang hướng về cực lạc mà. Những điều khảo đảo này đều là để thúc đẩy ta phải đi về cực lạc. Nhớ không? Thúc đẩy ta đi về cực lạc. Tốt, tốt. Nên những Đức nói rằng qua Tết những Đức sẽ có một cái chương trình, nếu đủ duyên, những Đức sẽ tổ chức một cái chương trình là tưởng nhớ ông bà tổ tiên, là như đám giỗ tập thể. Từ cha mẹ ông bà còn sống cho đến ông bà cha mẹ đã chết, chúng ta đều dự được cái lễ này, là tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên còn sống hay đã mất, đem công đức niệm Phật hồi hướng. Thí dụ như năm nào cũng ngày đám giỗ ba mẹ những Đức, thì thí dụ những Đức là những người có nhân duyên cùng với quý vị. Cha mẹ những Đức sinh những Đức ra, những Đức có mặt trong cuộc đời này, chúng ta cảm ơn cha mẹ đã cho mình cái thân này. Chúng ta cảm ơn Phật Bồ Tát đã chỉ đường dẫn lối chúng ta nên gặp được cái pháp tu. Rồi chúng ta cảm ơn người thầy trong cuộc đời này của chúng ta đã trợ duyên cho chúng ta, tăng thượng duyên để đến với Phật pháp. Thì mỗi năm chúng ta tưởng nhớ tới ông bà cha mẹ, chúng ta tập trung con người về, ai cũng có ông bà tổ tiên, chúng ta đều cùng tu để tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên, đem công đức niệm Phật hồi hướng cho ông bà tổ tiên. Đây là cái thật chắc thôi chứ không phải hình thức, không phải là văn tự gì. Những Đức tổ chức thì vị biết rồi. Chúng ta cùng tu để tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên, đem cái công đức của toàn thể đại chúng để cầu nguyện cho ông bà tổ tiên. Cái việc làm này xác thực chứ không phải là chỉ có hình thức. Mà buổi chia sẻ Phật pháp nói tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, và tất cả chúng sanh đều là ông bà tổ tiên. Chúng ta nên có một cái
cái chương trình này mỗi năm, tại mình được nhân duyên làm người và gặp được Phật pháp nên làm cái gì đó trong cuộc đời. Những đứa có thường nhắc mình nên làm việc, có khi mệt bản thân những đứa cũng cảnh tỉnh mình, chín chắn lên liền, tỉnh táo lên liền, không có chán. Tại vì cuộc đời của người nó ngắn ngủi lắm. Những đứa bây giờ 41 tuổi, gần tới Tết 42 tuổi. Con người đâu phải khỏe hoài đâu quý vị. Tuổi này mà mình cũng đã bệnh lai rai rồi, thấy không? Đó là chỗ nhắc nhở con người mình bị vô thường. Làm việc tốt gì làm, nhưng chúng ta luôn luôn hướng về Tây Phương Cực Lạc. Hướng về Tây Phương Cực Lạc, nhớ. Hà Phật tử nhớ. Chúng ta làm bất cứ việc gì, gì gia đình, gì con cái, gì ai, gì chùa chiền, gì tam bảo gì. Nhưng mà cái quan trọng là quý vị nhớ, chúng ta phải nguyện sanh cực lạc. Phải nuôi cái tâm về cực lạc, không có được bỏ cái tâm này. Bỏ cái tâm về cực lạc thì tất cả những thiện pháp kia đều là không phải là chánh thiện. Bỏ cái tâm cầu sanh cực lạc thì không còn là chánh thiện. Bỏ cái tâm cầu sanh cực lạc thì tất cả việc làm chúng ta toàn là phước báo hữu lậu. Làm tất cả việc điều gì cầu sanh cực lạc là đúng hướng đến vô lậu. Hướng đến vô lậu thì hữu lậu thù thắng. Hướng đến hữu lậu, hữu lậu không thù thắng, mà vô lậu cũng không có luôn. Nhớ. Nên mỗi một con người mình nghĩ thiện pháp là việc thù thắng để tăng phước duyên. Những đứa con khi ngồi suy nghĩ được nhiều cái lắm. Như bữa nay đám giỗ của mẹ hòa thượng, chùa chúng ta đang sắp xếp có chư tăng chư ni được ở bên đại Tùng Lâm qua cũng đông, sắp xếp đồ này nọ được, lo lắng. Mỗi năm thì cái chánh điện quý thầy quý sư cô bên kia qua tụng hồi kinh hồi hướng cho ông cụ bà cụ. Mình thấy nếu dưới mình bắt lễ Phật thì người ta trên tụng kinh cũng bắt thiện quá, nên cho các cụ lên tụng kinh chung, mà các cụ tụng thấy không được, tuổi già không thuộc. Năm nay những đứa nghỉ, mình có cái nhà ăn lầu trên, thôi cho đại chúng lên trên lễ Phật thờ, hồi hướng cho bà cụ, thưởng nhớ tới bà cụ. Sáng nay những đứa vừa tu xong thờ chia sẻ Phật pháp, rồi những đứa chúc làm lễ phóng sanh, hồi hướng cho ông cụ bà cụ. Nhờ ông cụ bà cụ sanh ra hòa thượng, nuôi hòa thượng, rồi hòa thượng đi tu, rồi bây giờ đất đai đây của ông cụ bà cụ khai quang nơi này. Bây giờ mình có được nhân duyên ở đây gì, mình tưởng nhớ bằng cách bây giờ là tu hành, hồi hướng thật chắc. Nên quý vị biết rằng những đức nghĩ cái chuyện cho quý vị tu, những đức nghĩ cho quý vị dữ lắm. Nên ngày lễ là những đức nghĩ từng chút sao cho quý vị tu được. Như lễ với Bồ Tát Quán Thế Âm quý vị thấy không? Điều tiết quý vị tu mà buổi sáng tu xong suốt cơm nó khỏe, nó vui. Chứ không phải là bỏ đại, bỏ càng, những đức kêu tu nhiều đi, bỏ đại không phải. Những đức chưa bao giờ có cái tâm này. Những đức đã là đưa lên tư tưởng tu là những đức tu chung, quý vị công nhận không? Hay lễ về thấy rõ không? Những đức đều tu chung rõ ràng luôn. Tu chung rồi chia sẻ Phật pháp, rồi cũng thiết thực phóng sanh, làm xuyên suốt, tập thằng thật làm quá trời luôn, cho quý vị được về chùa mà an lạc vui vẻ. Chứ không phải là gọi là tu đi, bỏ đại tu nhiều đi, còn mình thì không tu, không phải đâu. Đừng bao giờ như vậy, tất cả những người trên đừng bao giờ làm như vậy. Mình làm như vậy mình không có biết phương pháp mình đưa ra. Mình chỉ kêu người ta tu nhiều đi, còn bản thân mình thì mình không tu, không có được. Thí dụ như bây giờ bản thân mình lâu lâu mình bước lên mình tu một cái. Mình không có tu mình lên mình tu một cái thì được, nhưng mà người ta tu một ngày 3-4 thờ, mình phải giảm cái thời gian để cho người ta tu được. Thì mình như vậy mình mới có tâm. Còn nếu như bây giờ mình người ta tu 3-4 thờ, lâu lâu mình lên mình tu một cái thôi, mình an lạc, mình nói công nhận tu an lạc vô cùng. Mình nói về sự an lạc của mình là lâu lâu mình giống như mình thèm quá mình ăn một cái. Còn người ta một ngày 4 thờ người ta làm xuyên suốt. Mình phải xem lại cái thờ khóa đó vậy thì con người mới có tâm. Hiểu chưa? Những đức là sát nút tu cùng với chúng luôn. Những đức cắt gọt cái thờ khóa làm sao cho nó nhẹ nhàng nhất cho đại chúng tu, ai cũng không ngán. Ai làm việc thì làm, ai tu thì tu rất rõ ràng, không có ngán. Vì giờ đây vì tu thấy rõ ràng không? Ngày lễ đúng không? Ngày lễ rõ ràng không? Buổi sáng niệm địa chung 20 phút. Hình như niệm địa chung có 10 phút rồi. Đúng rồi, 10 phút rồi, như đức giảm còn 10 phút. Ngày lễ dưới quan âm á, buổi sáng 10 phút. Lễ Phật nhiêu? Lễ Phật nửa tiếng. Thấy không?
gọn hơn. Vậy mà sáng tu đường chút gì đó, ai cũng tỉnh veo xuống ăn cơm ngon lành. Nếu như giờ như Đức giữ cái thời khóa dài, đầu tiên niệm 20 phút, rồi đi chung 20 phút, lễ Phật 45 phút, vì cả ngày như vậy rồi xa chiều lại người ta lễ của Tát Quán Thế Âm sao? Chiều người ta lễ của Tát Quán Thế Âm này kia sao quý vị? Nên tính từng chút từng chút từng chút chứ vị, vị dạy tu nó ổn định nó an lạc, thấy không? Chuyến này lễ với Di Đà là mỗi buổi tối chúng ta lễ 1.5 tiếng, 1.5 tiếng, 2 ngày chúng ta lễ được 3 tiếng. Đây là thật chắc quý vị, không có hình thức gì. Những đức cũng bài bố cái gì tốt tiền này tiền kia không có. Tượng Phật là những đức đặt, những đức cố gắng gói ghém đặt tượng Phật rồi gửi cho quý vị, tặng quý vị ngày lễ Vía Di Đà. Khắp nơi nơi những người hữu duyên đi về để mà mình dự khóa tu 2 ngày 17-18 lễ Vía Di Đà, rồi mình được thỉnh tượng Phật. Quý vị biết rằng chỉ cần thỉnh tượng Phật trong chùa mình về, an vị Phật bằng thờ khóa lễ Phật 45 phút, rồi sống à. Ai mà không làm được? Vì chỉ cần bật cái thờ khóa lễ Phật 45 phút lên, tôn tượng Phật lên bằng thờ đâu vào đó, chứ hoa quả trái cây ly nước, rồi xong cả gia đình bằng áo tràng đồ vô quỳ xuống bật cái điệu lễ Phật 45 phút, Phật A Di Đà Thăng Kim Sắc vì đọc theo, rồi cứ lễ Phật 45 phút rồi là an vị Phật. Hoặc là quý vị nói thêm vài câu nếu quý vị nói được. Ngày nay là ngày mấy, gia đình của con được nhân duyên, con thỉnh tượng Phật tại tổ đình hộ pháp, về đây tôn tượng Phật lên gia đình của con hôm nay, lễ Phật 45 phút để cúng dường cho chư Phật Bồ Tát như là một cái lễ an vị. Chúng con nguyện chư Phật Bồ Tát mười phương gia hộ cho chúng con Bồ Đề Tâm kiên cố tu hành cả đời, để cuối cuộc đời hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bắt đầu là bật điệu lễ Phật lên 45 phút rồi lễ đi, rồi là an vị Phật gì đó quý vị. Ai mà làm được không? Mà thật chắc là tu, mà quý vị có làm cái gì cũng là tu thôi. Đã là phương pháp tu nó là như vậy thì cứ tu như vậy, thì an vị Phật là như vậy. Vì nghĩ có phù hợp không? Ai cũng làm được. Gia đình ai cũng có điều hộ niệm. Như chùa mình, quý vị coi chỉ có cái đèn bông sen gì thôi là quý vị coi là trong chùa mình đã hộ niệm được. Quý vị coi, mình đã hộ niệm cho người thân được. Chỉ có cái đèn bông sen này để trên bàn thờ thôi, thờ Phật thôi. Gia đình ông bà cha mẹ có người bệnh đau yếu gì gần mắt là cái điều này niệm được. Những đức niệm câu đó, thấy không? Quý vị nghe. Thầy chúng niệm này, niệm theo. Cứ như vậy. Rồi gia đình chia ra, nếu mà có bạn đồng tu rủ lại chia ra 3 ban, một ban 1 tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng quay lại, người một ban 1 tiếng, 2 người, 3 người cũng được, 1 tiếng niệm xong 1 tiếng tới ban thứ 2, ban thứ 3 cứ quay lại vậy, niệm hoài cho người thân, từ khi yếu niệm suốt luôn, cứ là lâu lâu nhắc là ba mẹ ông bà niệm Phật đi để cầu sanh Cực Lạc, vì Cực Lạc nó hết khổ nghe, niệm Phật với chúng con nghe. Rồi vậy thì cứ hộ niệm tới chừng nào yếu niệm luôn, tới mắt luôn thì bắt đầu tiếp tục niệm luôn, ít gì cũng 12 tiếng, 14 tiếng hoặc là 20 mấy tiếng luôn, cứ niệm đi. Một cái đèn bông sen gì thôi đã hộ niệm được, có gì coi đó không đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta bị thấy cái phương tiện đặc biệt không, để đến bàn thờ luôn này kia đâu, không để niệm Phật xuyên suốt, ghim điện ghim suốt luôn. Còn lúc nào mà ấy mình có 3 cục pin để dành, lỡ lúc nào có cúp điện mình để 3 cục pin vô, thì trên bàn thờ ông bà gia đình mình vẫn còn đèn sáng, có điều niệm Phật luôn, đúng không? Như trong chiếc máy V52 này, hơn 1000 buổi thuyết pháp, và trong đây vẫn có phương pháp tu, điệu hộ niệm đầy đủ hết trong đây luôn. Bao nhiêu đi thôi mà đi đâu cũng tu được. Đó. Đây là chiếc máy bấm số vậy thôi. Đó. Niệm câu A Di Đà Phật đi bấm số, A Di Đà Phật bấm số, A Di Đà Phật bấm số. Mót. Còn quý vị coi chiếc máy niệm Phật đeo cổ nó nhỏ vậy thôi, nhưng bật niệm Phật đi đâu cũng nghe. Lúc nào cũng được xong ớt từ câu A Di Đà Phật. Quá tuyệt vời. Không? Rồi á, trong đây có điệu lễ Phật 4 chữ luôn, điệu lễ Phật 6 chữ có hết luôn. Nhưng mà lễ Phật ở đây thì không có đọc Phật A Di Đà Thăng Kim Sắc. Bật lên cái điệu lễ Phật, cái ở đâu lỡ bị ở đâu á, bật lên ngay cái điệu lễ Phật 4 chữ 6 chữ bật lên này, quý quỳ xuống đi. Quỳ xuống trước đi. Chừng nào mà niệm đến cái đoạn mà ken thì lại xuống, ken đứng lên rồi
Cứ vậy mà lễ suốt luôn. Lễ chừng nào mình cảm thấy mình muốn nghỉ thì mình lại mình tắt cái máy này một cái. Rồi mình kết thúc cái lễ của mình. Rồi nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe điều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này sanh về khỏi cực lạc. A Di Đà Phật. Rồi nếu biết đọc tam quy y thì đọc, còn không đọc thì lễ Phật ba lại xong đi ra. Thấy nhiều việc chỉ gọn không? Cực kỳ gọn, mọi lúc mọi nơi chỗ nào cũng tu được luôn. Những phương tiện này toàn là phương pháp tu tiện lợi vô cùng, thấy không? Nên gia đình có ngôi tam bảo, có tờ khóa tu, có điệu hộ niệm sẵn sàng hết. Nếu như bây giờ chỉ có chùa này không, lỡ quý vị không về chùa được, không lỡ quý vị không làm được. Nên những đem phương pháp của chùa hướng dẫn quý vị luôn, để cho quý vị áp dụng trong gia đình thì lợi ích lớn dữ lắm. Nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi nghe được pháp môn tịnh độ, nên tín nguyện cố gắng niệm Phật, gặp kiếp nạn gặp bệnh đau gì cũng chân thật niệm Phật, tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh, quyết chí cầu sanh cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.